Người phụ nữ kiếm được tiền tỷ nhờ trước miệng rộng. Nhờ trước miệng rộng nhất thế giới gần 7 cm, cô gái người Mỹ đã kiếm được hơn 300 triệu cho mỗi bài đăng trên mạng xã hội. Samantha Ramsell ở Connecticut lập kỷ lục nhờ sở hữu trước miệng rộng nhất thế giới. Cũng nhờ đặc điểm khác người này mà cô kiếm được số tiền khủng mỗi lần xuất hiện trên TikTok. Với mỗi bài đăng trên TikTok, Samantha được trả tới 13.500 USD, khoảng 300 triệu đồng. Dù trong mỗi bài đăng trên TikTok, số người bình luận chê bai trước miệng rộng tới 6,52 cm của cô rất nhiều. Nhưng cũng nhờ thế mà cô kiếm được số tiền mơ ước trên mạng xã hội. Mỗi lần xuất hiện, cô lại bị mọi người chê xấu xí và kinh tởm hoặc hỏi có phải cái miệng của tôi là kết quả của filter. Ngày nào tôi cũng bị gọi là mồm rộng, cô gái X rồi còn bị ví giống chó Pitbull, Samantha nói. Kể từ năm 2020, Samantha đã biết cách biến sự khác biệt cơ thể của mình trở thành lợi thế. Cô bắt đầu sáng tạo nội dung liên quan tới chiếc miệng rộng và đăng lên TikTok. Hiện tài khoản của cô đã có 3,6 triệu người theo dõi. Trong hồ sơ cá nhân, cô viết rõ, miệng rộng là đặc điểm trên khuôn mặt tôi, không phải do dùng filter. Các bài đăng của Samantha trên trang cá nhân thường liên quan tới chiếc miệng rộng nổi tiếng của cô, ví dụ như cho cả quả táo vào miệng mà vẫn vừa. Ngoài kiếm tiền trên TikTok, Samantha còn theo đuổi nghề diễn viên hài nhờ chiếc miệng rộng. Cuộc sống quá ngắn ngủi để cố gắng hòa nhập và trở thành một người không phải là bạn. Tôi cảm thấy chúng ta nên được tôn vinh vì sự độc đáo của mình. Thật tuyệt vời khi được tôn vinh vì sự khác biệt của tôi, Samantha chia sẻ.